bốn bố mẹ em sinh ra có bốn anh chị em ấy, thì bốn anh chị em đều mắt kém cả. Thì ngày trước thì bố mẹ em cũng là làm nông thôi, và nhưng mà bốn anh chị em đều mắt kém thì bố mẹ làm được bao nhiêu thì cũng chỉ no để mà chữa, chạy chữa cho các con ấy. Em chỉ có kiểu mình cảm nhận tốt ấy, chẳng hạn mình cái làm cái gì mình cũng không có thể cảm nhận được, mình không nhìn thấy, nhưng mà em cảm nhận bằng tay mình có thể tự làm được ấy. Lúc đầu tiên thì em đi tập thể thao thì đầu tiên là mình nghĩ là đi tập để lấy sức khỏe ấy. Xong rồi tập được 1-2 hôm thì được huấn luyện viên cho biết là mình cố gắng tập thì sau này cũng được đi thi, được đi thi giải toàn quốc thì cũng thấy thích ấy. Em nghĩ lúc ấy thấy thích thì mình cố gắng tập được một vài tháng thì mình cảm giác là mình không bơi được bằng các bạn ấy. Tại vì lúc đấy mình vào sau mà lúc ấy mọi người vào trước mình khoảng vài năm rồi, mà mọi người đi thi đấu cọ xát rất nhiều năm rồi, nên là khi trong bài tập là mọi người bơi rất tốt và mình mới vào tập, nên là cái sức khỏe của mình vẫn yếu, không bơi được bằng các bạn. Thế là lúc ấy cũng có cái suy nghĩ là mình đi tập này thì không biết đến bao giờ mới được đi thi ấy. Thì lúc ấy có cái giải thể thao toàn quốc ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì huấn luyện viên bảo em là cố gắng tập đi thì chị cho đi thi ở giải này. Thế em đi thi ở cái giải năm 2012 thì lại tham gia vào giải trẻ. Lúc ấy em mới có mười mấy tuổi. Thế là tham gia vào giải trẻ thì em được 3 huy chương vàng năm đầu tiên. Thế là từ lúc đấy là mình có động lực. Thế từ lúc đấy em cứ theo từ ngày đấy đến bây giờ. Em tham gia được 5-6 kỳ SEA Games rồi ạ. Huy chương ở SEA Games bây giờ thì em đã đạt được là 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thì trong khi xuống nước thì mình lại chỉ có tập trung vào cái bài tập của mình với lại cái kỹ thuật của mình ấy, nên mình không suy nghĩ đến những các cái khác nữa. Nên là trong cái lúc mình bơi là nó rất thoải mái, tự tin. Nó không như mình ở nhà ấy. Ở nhà thì nó rất rất nhiều công việc để mình phân tâm. Nhưng mà đi bơi rồi thì nó chỉ có mình chỉ tập trung vào giáo án với lại kỹ thuật của mình bơi, nên là nó cái tư tưởng của mình nó thoải mái, mình không phải nghĩ đến những các cái khác nữa.